Ngày 17 tháng 1 năm 2020, Công an huyện Phù Cử phối hợp với Công an thị trấn Trần Cao kiểm tra hành chính quán karaoke điểm hẹn 2 có địa chỉ tại thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao. Phát hiện và bắt quả tang nhóm thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại túi quần của Đặng Ngọc Chiến có 4 viên nén màu xám bạc nghi là ma túy tổng hợp, 6 trên 8 đối tượng dừng tính về ma túy. Tại cơ quan điều tra, Chiến khai nhận 4 viên nén bị thu giữ là ma túy dạng kẹo. Chiến mua về để cả nhóm sử dụng. Được biết trong số 8 đối tượng, có 4 đối tượng có hộ khẩu thường trú ở huyện Phù Cử, 4 đối tượng ở các tỉnh Nghệ An, Lạng Sơn, Yên Bái. Các đối tượng có độ tuổi từ 20 đến 28 tuổi. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan huyện Phù Cử đang củng cố hồ sơ để xử lý.